Thầy Ba Đợi, vở cải lương được đầu tư công phu nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương ra đời. Sau buổi công diễn đầu tiên vào ngày 28 tháng 4 vừa qua tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người mới chợt nhận ra đã rất lâu rồi sân khấu cải lương mới có một tác phẩm thu hút công chúng đến như vậy. Thấy những cái tờ áp phích rồi với cái sự nhộn nhịp mà gọi là hoành tráng theo những cái áp phích như thế này thì tôi rất là thích, và hơn nữa là tôi thấy mình tự nhiên mình tới đây cái mình thấy hưng phấn lắm. Hát tuồng ở ngoài rạp cũng đi coi, đài truyền hình cũng đi coi, ở Bông Sen ở đâu hả các, mà con có tin là đạp xe đạp đi coi đó. Thấy không khí là khác hẳn hơn mọi khi. Bước vô sân khấu ngoài trước sân khấu, trong rạp là cũng thấy đã khác rồi. Để có được một buổi công diễn thành công vang dội, các nghệ sĩ hai miền Nam Bắc chuẩn bị trước đó cả năm trời. Những buổi tập bất chấp ngày đêm, nắng mưa, những buổi tập mà ở đó chúng tôi cảm nhận được tình yêu nghề, yêu cải lương, một sự miệt mài, đầu tư và hết sức tâm huyết của những người nghệ sĩ. Dẫu rằng thời gian qua, khi cải lương gặp khó, họ đã trải qua không biết bao nhiêu cung bậc của hỉ, nộ, ái, ố. Đợt này làm thì cái cảm giác của mình nó rất là khác. Nó khác ở cái phần là trách nhiệm. Trách nhiệm đối với những cái bậc tiền bối có công khai sáng cái nền cải lương sau cải lương. Và cái trách nhiệm thứ hai là cái trách nhiệm phải làm sao truyền bá một cách chân thật nhất những cái công lao, những cái quá trình của những bậc tiền nhân. Anh em hai miền đã ngồi lại và đã bàn bạc và thống nhất với nhau là đưa ra những cái quan điểm chung, và nó là những cái tinh túy nhất của sân khấu cải lương, những cái tinh túy mà các cái thế hệ tiền nhân trao lại, và những cái tinh túy đó được bộc lộ phần nào bởi cái quan điểm về sân khấu cải lương hiện đại. Một thế kỷ sân khấu cải lương đã trôi qua, từ sâu thâm tâm của những người làm nghề, có lẽ kinh nghiệm và những bài học xương máu đã được họ đúc kết. Để rồi đây, mỗi người đều đã có cho riêng mình những hướng đi, những cách làm có thể khác nhau, nhưng tự chung là để ngọn lửa cải lương vẫn cháy mãi. Nhưng mà bây giờ những giọng ca nó bị chung chung, nó không có những cái nét riêng. Rồi, cái chuyện thứ hai rất lớn là tuồng tích. Tuồng tích như hồi nãy tôi nói, chuyện của người ta mới cảm giác là gần gũi với mình. Thế thì cái nguồn tuồng phải là cái chuyện chạm đến trái tim. Trước nhất nó phải có cái hình thức cơ, rồi chúng ta mới chuyển tải được cái nội dung. Chứ hiện nay chúng ta cứ chăm chăm vào nội dung, chúng ta đầu tư vào các cái trại sáng tác kịch bản. Nhưng chúng ta quên rằng cái kịch bản được sáng tác ra, nếu như không có một cái đơn vị, nếu không được một nhà hát dàn dựng trong một cái hình thức tương thích, tương ứng với nó, đủ sức hấp dẫn công chúng, thì nó không thể có giá trị được. Nghệ thuật truyền thống còn thì văn hóa dân tộc sẽ không có cách nào mai một hay hòa tan. Ngọn đèn của những sân khấu cải lương nức tiếng đang dần cháy lại như thời Hoàng Kim.